Nó về hai rung thì nó sẽ là tứ tử đấy, còn trường hợp mà về lẻ thì nó sẽ là rung một nhịp, còn trường hợp mà sấp đôi đấy chẵn đấy thì là nó sẽ là không rung đấy. Thì là đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ anh em cứ theo nguyên lý này, tôi sẽ sóc thực tế cho anh em xem này. Bây giờ tôi để tứ tử tôi sóc này, trong bát trong đĩa hoàn toàn là xanh chín nhá. Thì khi các bạn sóc xong các bạn đặt xuống, như tôi nói rồi, vụ trong trường hợp là rung một, vừa nãy là rung một nhịp, thì anh em đánh tất tay vào lẻ này, mở cho anh em xem là tiếng lẻ này, thấy chưa, tiếng ba trắng này, ok chưa? Thử tiếp cho anh em xem nhá. Tài cứ sóc xanh chín thôi, không cần biết nó về cái gì. Nhưng khi anh em chỉ cần đặt bát đĩa xuống, thì bây giờ máy nó báo, trong trường hợp mà máy báo vẫn là một rung, thì anh em mở ra tiếp tục nó là lẻ này, được chưa? Lại là ba đen này, ok cho bạn anh em. Sóc thêm cho anh em xem một hai tay nữa này, sóc xanh chín này, chúng ta sóc xong lại đặt xuống, vẫn là một rung, lại tiếp tục mở ra lẻ này, anh em nhìn này, 100% là ra lẻ này, ok vẫn ba đen này. Thêm cho anh em tiếp nữa, ra sấp đôi hoặc là ra tứ tử lên cho dễ. Sắp xong chúng ta đặt xuống rồi, ok. Bây giờ là không dung, như tôi nói là cũng dung không dung thì nguyên lý nó là chắc nó là sấp đôi, còn hai dung nó là tứ tử thì bây giờ nó về sau không dung là sấp đôi này. Và anh em xem sấp đôi đánh 5 tỷ luôn này, ok chuẩn xác chưa? Còn đi chơi nhá, tôi nói rồi, bây giờ tôi quay video tôi để cũng dung ở đây, còn anh em đi chơi anh em phải đeo cái cũng dung ở lên người, thì khi mà đeo lên người nó dung rất êm, anh em không thể nghe được. Đây là tôi mặc con đùi, tôi để ví dụ cho, còn ví dụ như anh em đi chơi anh em mặc con dài vào, hoặc anh em mặc con đùi vào mùa nóng thì anh em có thể đeo vào trong bụng này. Đây ví dụ như này, em đeo vào trong bụng này nó sẽ kín không ai biết được. Tôi thử cho anh em một hai tay này, bây giờ như thế này nó hoàn toàn là bịp này, chip để trong ví đấy, còn dung để trong người. Tôi sóc thử cho anh em xem này, sóc xong nhá, không biết là cái gì này, đặt xuống như này, các bạn không thể biết trong bát trong đĩa là cái gì, nhưng với tôi biết 100% trong bát trong đĩa là về sấp đôi. Mở anh em xem này, đấy khi đi bịp nó sẽ là kín đáo như vậy, nên anh em không phải lo nhá. Còn bây giờ tôi nói luôn này, cái việc anh em đi chơi cái chip này, điều quan trọng nhất ấy là chúng ta phải cho được bộ quân vị vào. Đấy, bát đĩa hoàn toàn xanh chín nhưng quân vị là quân vị của mình. Quân vị này nó là không tang 100%, anh em bóc, anh em xé, anh em muốn làm gì cũng được, nhưng đảm bảo nó là không tang. Còn việc thứ hai là anh em luồn vị vào, không phải chúng ta luồn cái bộ vị cắt rồi, mà anh em có thể làm bằng bao thuốc Vina, bao thuốc ba số hoặc bao thuốc thăng long hoặc cả lá bà. Thì là khi mà anh em đặt tôi làm ấy, tôi sẽ đóng lại cho anh em bao thuốc còn nguyên tem bát tôi bóng này, anh em chỉ việc bóc tem như bóc bình thường thôi. Đấy, bao thuốc lại như vậy. Anh em sẽ bóc theo cái tem này. Đấy, bóc ra, và kể cả bộ bài như vậy anh em sẽ còn nguyên cái tem này. Đấy, tôi đóng lại nguyên si như này nhá, anh em về anh em sẽ cho vào rất là dễ dàng. Ví dụ cái bao thuốc còn nguyên này, anh em chỉ cần đẳng vào cho chúng nó bóc ba ra cho nó hút thuốc bình thường, sau đó anh em chỉ cần lựa cắt cái hai bên thành hoặc mặt trước mặt sau tùy anh em yêu cầu. Đấy là cái nguyên lý về đưa quân thôi. Thế còn cái chip, một bộ chip như này nó chuẩn xác tuyệt đối như này thì anh em không phải lo cái vấn đề là chi phí đầu tư. Tôi nói vụ cái bộ chip này ấy, nó chỉ có mấy triệu thôi, chưa đến 10 triệu, thì anh em đánh khoảng 3 tay bạc, mỗi tay 3 triệu là anh em có 9 triệu đúng không? Tại vì đồ nó là chuẩn tuyệt đối. Thì cái chuyện mà anh em cứ lo là thiếu tiền mới không đủ tiền mua đồ thì chuyện nó không phải. Đấy, thì anh em nào mua hàng thì liên hệ Vũ Ngọc Dầu, số điện thoại để cho mình nhá. Cảm ơn anh em xem video và hiểu về cái cách dùng chip qua quân vị báo dung này.